phước đức nhân duyên bởi tài người, luật đời nhân quả có lâu rồi, lắm kẻ giàu sang thỏa ước nguyện, nhiều người nghèo khổ quằn bôn ba. Cho từng trời kia không có mắt, đừng tin đất nọ đã câm lì, trần gian vẫn đó bao gương lỗi, thế sự ngày mai sẽ khác thôi. Vâng, thưa quý cô bác, anh chị thân mến, mình được Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi xin chia sẻ, muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri cực chuẩn, tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, đúng 7 ngày tới, thần tài báo mộng, gặp may liên tiếp, trúng số bất ngờ, đón thời giàu sang, tiền vàng chất như núi. Quý cô bác anh chị Giáp Dần thân mến, bước vào khoảng thời gian đúng 7 ngày âm lịch sắp tới trong tháng 6 âm lịch bắt đầu từ ngày mai. Có lẽ sẽ là khoảng thời gian đầy thử thách và có thể làm thay đổi cuộc đời của bản mệnh Giáp Dần. Sẽ có một số cô bác, anh chị nghĩ rằng 7 ngày ngắn ngủi thì khó mà có kỳ tích cải vận đổi đời xảy ra được. Đúng vậy, không ai bỗng dưng giàu nhanh mà lại có thể duy trì được sự giàu có đó đến cuối đời được, bởi vì cái gì càng dễ nhanh đạt được sẽ càng nhanh mất đi. Tuy nhiên, nếu cô bác, anh chị Giáp Dần biết nắm mắt và tận dụng, thì khoảng thời gian đúng 7 ngày âm lịch sắp tới này có thể là bước đệm để bản mệnh Giáp Dần đạt được những thành tựu lớn trong tương lai. Khoảng thời gian đúng 7 ngày âm lịch sắp tới, vận trình của bản mệnh Giáp Dần có cả hung lẫn cát, nhưng hung hay cát ở đây còn phải phụ thuộc vào cô bác, anh chị tận dụng những lời dự ngôn, luận giải của Minh Đường Tử Vi như thế nào. Nếu những luận giải của Minh Đường Tử Vi giải ra đại vận thì chẳng sao. Nhưng biết đâu, nếu có lỡ luận vào đại nạn, thì bản mệnh Giáp Dần cũng có thể biết trước thiên cơ để xoay chuyển càn khôn. Dù thế nào đi chăng nữa, Minh Đường Tử Vi vẫn nguyện cầu cho cô bác, anh chị luôn giữ cho mình một tinh thần minh mẫn, một cơ thể khỏe mạnh để đương đầu với những thử thách trên dòng đời đầy khắc nghiệt ngoài kia. Sau đây sẽ là dự ngôn, luận giải tổng quan Minh Đường Tử Vi của bản mệnh Giáp Dần trong khoảng thời gian đúng 7 ngày âm lịch sắp tới của tháng 6 âm lịch năm 2020 bắt đầu từ ngày mai. Luận tử vi 7 ngày âm lịch sắp tới trong tháng 6 âm lịch năm 2024 bắt đầu từ ngày mai của 12 con giáp âm lịch có thể thấy rằng, sự ảnh hưởng của hung tinh ngũ quỷ sẽ đem đến nhiều thách thức cho những bản mệnh Giáp Dần trong khoảng thời gian này. Theo đó, Giáp Dần có thể sẽ phải đối mặt với những cuộc tranh đấu không dễ dàng, cũng như sự quấy rối từ tiểu nhân, điều này có thể ảnh hưởng đến cả sức khỏe và tài chính của Giáp Dần. Trong thời gian gần đây, sức khỏe của bản mệnh Giáp Dần có thể gặp phải nhiều biến động bất ổn, đặc biệt là đối với những người đang mắc bệnh về xương khớp hoặc dạ dày. Bước vào khoảng thời gian đúng 7 ngày âm lịch sắp tới, có thể đem đến nhiều khó khăn trong việc điều trị bệnh. Đặc biệt khi tình hình tài chính không cho phép, Giáp Dần chạy chữa bệnh một cách đầy đủ, điều này có thể khiến Giáp Dần cảm thấy rất khó chịu và lo lắng. Ngoài ra, bản mệnh Giáp Dần cũng cần đặc biệt chú ý đến việc bảo vệ bản thân khỏi những tin đồn không chính xác. Trong quá khứ, Giáp Dần có thể đã quá nhẫn nhịn và hiền lành để cho người khác có cơ hội lấn tới cuộc sống và tư duy của họ. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian đúng 7 ngày âm lịch sắp tới của tháng 6 âm lịch năm 2024 bắt đầu từ ngày mai, Giáp Dần nên tỉnh táo và quyết đoán hơn trong việc bảo vệ công việc và danh dự của mình. Những thách thức và khó khăn có thể khiến bản mệnh Giáp Dần cảm thấy bất an và lo lắng. Tuy nhiên, thông qua sự kiên nhẫn và quyết tâm, Giáp Dần vẫn có thể vượt qua mọi khó khăn. Điều quan trọng là Giáp Dần cần tập trung vào việc duy trì sức khỏe tốt nhất có thể và đối mặt với mọi tình huống một cách tỉnh táo và quyết đoán. Trên hết, bản mệnh Giáp Dần cần nhớ rằng mọi thử thách đều là cơ hội để họ trưởng thành và phát triển. Khoảng thời gian 7 ngày âm lịch sắp tới có thể là một cơ hội để họ khẳng định bản thân và chứng minh rằng họ không hề đơn giản như người khác nghĩ. Quan trọng nhất là họ cần tin tưởng vào bản thân và không bao giờ từ bỏ trước bất kỳ khó khăn nào. Như vậy,
Dựa trên những thông tin từ tử vi, bản mệnh Giáp Dần cần chuẩn bị tinh thần và sẵn sàng đối mặt với mọi tình huống trong khoảng thời gian đúng 7 ngày âm lịch sắp tới của tháng 6 âm lịch năm 2024 bắt đầu từ ngày mai. Bằng sự kiên nhẫn, quyết tâm và lòng tin vào bản thân, họ hoàn toàn có thể vượt qua mọi khó khăn và tiến xa hơn trên con đường của mình. Cô bác anh chị Giáp Dần thân mến, trong hối hả cuộc sống, giữa những thách thức và lo toan hàng ngày, có những người đặc biệt mang lại niềm vui cho cuộc sống chúng ta. Hãy biết ơn những trái tim nhân ái mà chúng ta gặp gỡ trên đường đời. Niềm vui không luôn xuất phát từ những sự kiện lớn lao hay những thành công vang dội. Đôi khi, chỉ cần một nụ cười nhẹ nhàng, một lời chia sẻ ấm áp hoặc thậm chí là một hành động nhỏ từ ai đó đã đủ để làm cho ngày của Giáp Dần trở nên ý nghĩa hơn. Những người mang lại niềm vui cho cuộc sống không nhất thiết phải là những người quen biết, có những người, thậm chí là những người xa lạ đã từng bước vào cuộc sống của Giáp Dần với tấm lòng ấm áp và sự tận tâm. Họ có thể là người hàng xóm thân thiện, đồng nghiệp hỗ trợ hay đơn giản chỉ là những người đi ngang qua cuộc đời Giáp Dần và để lại những dấu ấn tích cực. Hãy biết ơn những người này bởi họ không chỉ là những người giúp Giáp Dần vượt qua những thời kỳ khó khăn mà còn là nguồn động lực giúp Giáp Dần giữ vững tinh thần trong những khoảnh khắc khó khăn. Họ là những nhân tố bí mật mang lại hạnh phúc và sự an lạc cho cuộc sống, những người không đòi hỏi gì hơn ngoài hạnh phúc của chúng ta. Giáp Dần hãy biết ơn và giữ trái tim mình luôn mở rộng để chào đón những người tốt bụng, để cuộc sống trở nên ấm áp và ý nghĩa hơn nhờ vào những niềm vui mà họ mang lại. Minh Đường Tử Vi hiểu rằng cuộc sống của Giáp Dần đang rất mỏi mệt nhưng vẫn phải gồng mình lên mưu sinh kiếm sống qua ngày. Dù thế nào đi chăng nữa, Giáp Dần hãy cứ lạc quan lên một chút, cười nhiều hơn một nụ cười Giáp Dần nhé. Minh Đường Tử Vi không thể can thiệp vào quá khứ của Giáp Dần, nhưng có lẽ tương lai thì có thể. Minh Đường Tử Vi luôn ở đây để giúp đỡ và lắng nghe những câu chuyện của cô bác, anh chị. Cô bác anh chị hãy đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để gửi đến đội ngũ biên tập video một chút động lực giúp đời, giúp người cô bác anh chị nhé. Minh Đường Tử Vi xin cảm ơn thiện tâm của cô bác, anh chị. Quý cô bác anh chị đang theo dõi video dự ngôn cực sốc, tuổi Giáp Dần sinh 1974, đúng 7 ngày tới nỗ lực bứt phá, thần tài ban lộc. Tiếp theo sẽ là phần dự ngôn, luận giải chi tiết các phương diện trong cuộc sống của bản mệnh Giáp Dần. Vậy bước vào khoảng thời gian đúng 7 ngày âm lịch sắp tới trong tháng 6 âm lịch năm 2024 bắt đầu từ ngày mai, tình hình tài chính, sức khỏe và diễn biến công việc, tình duyên, gia đạo của quý bản mệnh Giáp Dần sẽ có những chuyển biến tích cực gì, những khó khăn và thách thức nào đang chờ đợi cô bác anh chị trong khoảng thời gian này? Đầu tiên, xin mời cô bác, anh chị cùng lắng nghe dự ngôn, luận giải của Minh Đường Tử Vi về phương diện công danh, sự nghiệp của quý bản mệnh Giáp Dần trong khoảng thời gian đúng 7 ngày âm lịch sắp tới. Bước vào khoảng thời gian đúng 7 ngày âm lịch sắp tới của tháng 6 âm lịch năm 2024 bắt đầu từ ngày mai, tuổi Giáp Dần sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức trên phương diện công danh, sự nghiệp. Đối với những bản mệnh Giáp Dần đang không có việc làm và phải đi xin việc, việc gặp khó khăn và bị đánh giá thấp là điều không hiếm. Để vượt qua tình trạng này, quan hệ quen biết có vai trò quan trọng. Việc tận dụng mối quan hệ để tìm kiếm cơ hội việc làm mới và tạo ấn tượng tích cực đối với nhà tuyển dụng là điều cần thiết. Tuy nhiên, cần nhớ rằng uy tín và năng lực chính là yếu tố quan trọng nhất để giữ vững vị trí trong môi trường làm việc. Đối với bản mệnh Giáp Dần kinh doanh nhỏ lẻ, việc đối mặt với đối thủ cạnh tranh và những khó khăn trong kinh doanh là điều không thể tránh khỏi. Việc xây dựng uy tín và tạo lòng tin từ phía khách hàng là yếu tố then chốt để duy trì và phát triển doanh nghiệp. Ngoài ra, việc quan sát thái độ và cách ứng xử của môi giới cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình kinh doanh. Trong quá trình hoạt động kinh doanh, việc quản lý tài chính và giải quyết tình hình trước mắt là điều không hề dễ dàng. Việc đưa ra quyết định đúng đắn và thời điểm phù hợp là yếu tố then chốt để thành công trong sự nghiệp. Việc học hỏi từ những sai lầm và sẵn sàng điều chỉnh chiến lược kinh doanh là bước quan trọng để tiến xa hơn trong sự nghiệp. Trên hết, sự kiên nhẫn, kiên trì và sự chăm chỉ trong công việc là yếu tố không thể thiếu để đạt được thành công trong sự nghiệp. Dù gặp phải khó khăn và thách thức bản mệnh, Giáp Dần cần nhớ rằng bản thân mình có khả năng vượt qua mọi trở ngại và đạt được mục tiêu đã đề ra. Trên đây là những điều cần lưu ý cho bản mệnh Giáp Dần trong phương diện công danh, sự nghiệp trong khoảng thời gian đúng 7 ngày âm lịch sắp tới của tháng 6 âm lịch năm 2024 bắt đầu từ ngày mai. Hy vọng rằng những chia sẻ này sẽ giúp Giáp Dần có cái nhìn tổng quan và chuẩn bị tốt nhất cho những thách thức phía trước. Chúc Giáp Dần thành công và may mắn trong sự nghiệp. Vậy, bước vào khoảng thời gian đúng 7 ngày âm lịch sắp tới trong tháng 6 âm lịch năm 2024 bắt đầu từ ngày mai, tình hình sức khỏe của quý bản mệnh Giáp Dần có những chuyển biến như thế nào?
Xin mời cô bác, anh chị Giáp Dần cùng tiếp tục lắng nghe dự ngôn, luận giải chi tiết về phương diện sức khỏe. Luận tử vi đúng 7 ngày âm lịch sắp tới của tháng 6 âm lịch năm 2024 bắt đầu từ ngày mai cho bản mệnh Giáp Dần thấy rằng, bản mệnh có thể sẽ đối mặt với một số thách thức về sức khỏe trong khoảng thời gian này. Áp lực từ cuộc sống có thể dẫn đến tinh thần bất ổn, lo lắng và căng thẳng. Đặc biệt là đối với phái nữ, các triệu chứng như đau đầu có thể tái diễn liên tục, gây khó chịu và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống hàng ngày. Đối với những Giáp Dần làm việc văn phòng, việc ngồi nhiều có thể gây ra các vấn đề về xương khớp, cổ vai gáy. Việc ngồi lâu một tư thế không đúng cũng có thể dẫn đến đau nhức và hạn chế sự linh hoạt của cơ bắp để giảm thiểu tác động của việc ngồi lâu. Giáp Dần cần tìm cách thay đổi tư thế ngồi, tạo điều kiện cho việc tập thể dục hàng ngày và thực hiện các bài tập giãn cơ định kỳ. Đối với nam mệnh tuổi Giáp Dần, việc hạn chế vận động mạnh là điều cần thiết để tránh gặp phải những tai nạn về tay chân. Việc đi đứng cũng cần phải thận trọng để tránh va chạm hoặc tai nạn đột ngột. Trong khoảng thời gian đúng 7 ngày âm lịch sắp tới của tháng 6 âm lịch năm 2024 bắt đầu từ ngày mai, việc chăm sóc sức khỏe trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Việc duy trì một lịch trình sinh hoạt lành mạnh bao gồm ăn uống cân đối, tập luyện đều đặn và giữ cho tinh thần luôn thoải mái là điều cần thiết để duy trì sức khỏe tốt. Ngoài ra, việc tìm kiếm sự hỗ trợ từ các chuyên gia y tế như bác sĩ, dược sĩ hay chuyên gia dinh dưỡng cũng rất quan trọng. Họ có thể cung cấp những kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ Giáp Dần trong việc xây dựng một kế hoạch chăm sóc sức khỏe phù hợp với từng người. Khoảng thời gian 7 ngày âm lịch sắp tới, tuổi Giáp Dần cần tập trung vào việc chăm sóc bản thân và sức khỏe của mình. Việc duy trì một lối sống lành mạnh và cân đối sẽ giúp họ vượt qua những thách thức về sức khỏe và tinh thần một cách hiệu quả nhất. Tiếp theo sẽ là dự ngôn, luận giải chi tiết minh đường tử vi về phương diện tài lộc của quý bản mệnh Giáp Dần trong khoảng thời gian đúng 7 ngày âm lịch sắp tới. Theo luận giải mới nhất tử vi 7 ngày âm lịch sắp tới của tháng 6 âm lịch năm 2024 bắt đầu từ ngày mai, bản mệnh Giáp Dần cần tập trung vào việc trau dồi trí tuệ và cảm xúc của bản thân, đừng để bản thân bị cuốn vào những lợi ích nhỏ mà quên mất điều quan trọng hơn. Trong khoảng thời gian này, sự tham lam có thể dẫn đến tổn thất lớn, vì vậy bản mệnh Giáp Dần cần phải cẩn trọng trong mọi quyết định và hành động. Một chút bối rối trong công việc có thể dẫn đến sai sót trong kinh doanh, thậm chí là mất tiền phải đền bù gấp đôi số tiền đã mất. Do đó, bản mệnh Giáp Dần cần phải cẩn thận và chu đáo hơn trong mọi hoạt động kinh doanh và quản lý tài chính. Đặc biệt, nếu Giáp Dần có những khoản chi tiêu không rõ nguyên nhân trong khoảng thời gian 7 ngày âm lịch sắp tới, do đó, việc lập kế hoạch cắt giảm chi tiêu là rất quan trọng. Hãy quản lý tài chính của mình một cách thông minh và tiết kiệm để tránh tình trạng thiếu tiền vào cuối tháng. Ngoài ra, trong khoảng thời gian đúng 7 ngày âm lịch sắp tới của tháng 6 âm lịch năm 2024, nếu có bất kỳ kế hoạch đi công tác xa hoặc xuất ngoại, bản mệnh Giáp Dần cũng cần phải cẩn thận với khoản tiền mặt và giấy tờ, đừng để đánh rơi mất công tìm lại, làm lại giấy tờ vì điều này không chỉ tốn kém về tiền bạc, mà còn tốn sức khỏe. Hãy kiểm tra mọi thứ một cách kỹ lưỡng trước khi ra ngoài và tránh đem theo quá nhiều tiền mặt bên mình. Nhìn chung, theo luận giải tử vi 7 ngày âm lịch sắp tới của tháng 6 âm lịch năm 2024 cho bản mệnh Giáp Dần nhắc nhở về việc quản lý tài chính và kinh doanh một cách thông minh và cẩn trọng. Hãy tập trung vào việc trau dồi trí tuệ và cảm xúc của bản thân để có thể vượt qua mọi khó khăn và thuận lợi trong cuộc sống. Chúc Giáp Dần có một khoảng thời gian may mắn và thành công. Một phương diện đặc biệt quan trọng và cũng là phương diện cuối cùng mà chúng ta không thể bỏ qua, đó là phương diện tình duyên, gia đạo. Vậy trong khoảng thời gian ngắn ngủi đúng 7 ngày âm lịch sắp tới bắt đầu từ ngày mai, diễn biến tình cảm và gia đạo của bản mệnh Giáp Dần sẽ như thế nào? Xin mời cô bác anh chị tiếp tục theo dõi video. Bước vào khoảng thời gian đúng 7 ngày âm lịch sắp tới của tháng 6 âm lịch năm 2024 bắt đầu từ ngày mai, bản mệnh Giáp Dần sẽ đối diện với nhiều thách thức về mặt tình duyên và gia đạo. Điều quan trọng nhất mà Giáp Dần cần lưu ý là cắt đứt mọi mối quan hệ tình cảm không đúng đắn trong khoảng thời gian đúng 7 ngày âm lịch sắp tới. Nếu không, rủi ro xảy ra tranh chấp, bị đuổi ra khỏi nhà hoặc thậm chí bị tổn hại về danh tiếng là rất cao. Dưới sự ảnh hưởng từ nguyệt lệnh lâm tuyệt, bản mệnh Giáp Dần cần kiềm chế bản thân và tránh xa những mối quan hệ không lành mạnh trong khoảng thời gian đúng 7 ngày âm lịch sắp tới. Sự ham vui có thể khiến Giáp Dần dễ bị lừa gạt bởi những kẻ xấu tính thích lợi dụng tình cảm của Giáp Dần. Hãy tỉnh táo và chọn lựa kỹ lưỡng những người xung quanh vì họ có thể ảnh hưởng đến tư duy, cách suy nghĩ và hành động của Giáp Dần trong thời gian tới. Đừng để bản thân trở nên xấu tính như những người xấu tính mà Giáp Dần gặp phải. Hãy tìm những người mang lại nụ cười cho mình, những người tích cực và đáng tin cậy để đi cùng Giáp Dần trên con đường đời. Nếu Giáp Dần đang đối diện với quyết định chia tay,
ly hôn hoặc ly thân trong khoảng thời gian này, hãy nhớ rằng đây không phải là sự kết thúc mà là cánh cửa mới mở ra cho Giáp Dần. Đừng đau khổ và tiếc nuối quá lâu, hãy nhìn về phía trước và tin rằng số phận sẽ dẫn Giáp Dần đến hạnh phúc tốt hơn và cuộc sống ý nghĩa hơn. Như vậy, bước vào khoảng thời gian đúng 7 ngày âm lịch sắp tới của tháng 6 âm lịch năm 2024 bắt đầu từ ngày mai, bản mệnh Giáp Dần cần đặt sự chú trọng vào việc xây dựng mối quan hệ tình cảm và gia đình lành mạnh. Hãy tỉnh táo kiểm soát bản thân và chọn lựa kỹ lưỡng những người xung quanh để họ có thể góp phần tạo nên một cuộc sống hạnh phúc và ý nghĩa hơn cho Giáp Dần. Quý cô bác anh chị đang theo dõi video dự ngôn cực sốc Giáp Dần 1974 đúng 7 ngày tới nỗ lực bứt phá, thần tài ban lộc. Cô bác anh chị đừng quên để lại suy nghĩ của mình bên dưới để minh đường tử vi ngày một hoàn thiện tốt hơn cô bác anh chị nhé. Vừa rồi là phần dự ngôn, luận giải chi tiết về tử vi đúng 7 ngày âm lịch sắp tới trong tháng 6 âm lịch năm 2024 của bản mệnh Giáp Dần. Tiếp theo sẽ là một phần rất đặc biệt giúp cô bác anh chị Giáp Dần có cái nhìn xa hơn về vận trình của mình trong tháng 6 âm lịch. Từ đó, Giáp Dần có thể lên cho mình những kế hoạch, mục tiêu để nắm bắt những cơ hội và sớm ngày đạt được cuộc sống như mơ ước. Vậy, bước sang tháng 6 âm lịch, bản mệnh Giáp Dần sẽ trải qua những khó khăn và thách thức cũng như gặt hái được những cơ hội nào? Ngay sau đây sẽ là phần dự ngôn, luận giải tổng quan của Minh Đường Tử Vi về bản mệnh Giáp Dần sinh năm 1974 trong tháng 6 âm lịch năm 2024. Tháng 6 âm lịch năm 2024 được dự báo sẽ mang đến cho tuổi Giáp Dần một sự bình ổn, đồng thời cũng có những cơ hội phát triển đáng giá. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng cũng có những thách thức và nguy cơ tiềm ẩn mà Giáp Dần cần phải đối mặt. Về sức khỏe, tử vi dự báo rằng thể trạng của Giáp Dần khá tốt và ít gặp phải những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Tuy nhiên, việc duy trì lối sống khoa học và sinh hoạt lành mạnh là điều cực kỳ quan trọng. Giáp Dần cần phải đề phòng trước các bệnh lây nhiễm theo mùa để bảo vệ sức khỏe của mình. Về mặt tài lộc, tử vi dự báo rằng Giáp Dần có thể gặp nhiều cơ hội đầu tư có lợi nhuận cao. Tuy nhiên, việc đưa ra quyết định thông minh và sáng suốt là điều cực kỳ quan trọng. Giáp Dần cần phải cẩn trọng và không chủ quan trước những nguy cơ có thể xảy ra. Trên phương diện tình cảm, người tuổi Giáp Dần ít gặp biến động trong mối quan hệ. Người độc thân có thể gặp được những mối quan hệ mới. Tuy nhiên, để tình cảm phát triển mạnh mẽ, chúng ta cần phải nỗ lực và cố gắng hơn nữa. Trong lĩnh vực công việc, Minh Đường Tử Vi cho thấy rằng sự tiến triển sẽ diễn ra đều đặn và tích cực, cơ hội để phát triển bản thân và tạo dựng sự nghiệp sẽ xuất hiện. Tuy nhiên, Giáp Dần cũng cần phải thận trọng và chu đáo trước những thách thức có thể đối diện. Việc tập trung vào việc nâng cao kỹ năng và hoàn thiện bản thân sẽ giúp Giáp Dần vượt qua mọi khó khăn. Trong mối quan hệ xã hội, Giáp Dần cần duy trì sự hài hòa và cân nhắc trong giao tiếp. Việc giải quyết mọi vấn đề một cách thông suốt và không gây ra xung đột sẽ giúp chúng ta duy trì mối quan hệ tốt đẹp với người xung quanh. Nhìn chung, tử vi tháng 6 âm lịch năm 2024 của tuổi Giáp Dần cho thấy rằng đây là một tháng bình ổn, có nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng không ít những thách thức và nguy cơ tiềm ẩn. Việc tập trung vào việc hoàn thiện bản thân, duy trì mối quan hệ xã hội tích cực và chu đáo trong việc quản lý tài chính sẽ giúp Giáp Dần vượt qua mọi khó khăn và đạt được thành công trong tháng này. Hy vọng rằng, thông tin vừa rồi sẽ giúp Giáp Dần có cái nhìn tổng quan và chuẩn bị tốt nhất cho những điều sắp đến trong tháng 6 âm lịch năm 2024. Chúc Giáp Dần có một tháng 6 thành công và may mắn. Tiếp theo sẽ là phần luận giải của Minh Đường Tử Vi về phương diện tài lộc của quý bản mệnh Giáp Dần trong tháng 6 âm lịch năm 2024. Theo luận giải mới nhất tử vi tháng 6 âm lịch năm 2024, tuổi Giáp Dần sẽ trải qua những biến động về phương diện tài lộc. Vận trình tài lộc của người tuổi Giáp Dần trong tháng này sẽ có sự thuận lợi và khó khăn xen kẽ, đòi hỏi sự tỉnh táo và quyết đoán trong mọi quyết định. Theo tử vi, tuổi Giáp Dần có nhiều cơ hội đầu tư thu về lợi nhuận cao trong tháng 6 âm lịch. Tuy nhiên, để tận dụng những cơ hội này, họ cần phải đưa ra những quyết định sáng suốt và có chiến lược đầu tư rõ ràng. Việc tập trung vào công việc chính là yếu tố then chốt để đảm bảo nguồn thu nhập ổn định. Đặc biệt khi không có thứ tài trong tháng, đừng lan man ôm đồm quá nhiều việc phụ, mà hãy xác định rõ ưu tiên và tập trung vào những công việc quan trọng nhất. Đối với những Giáp Dần kinh doanh, việc có cái nhìn chuẩn xác về thị trường và khả năng đánh giá rủi ro là yếu tố quyết định đến thành công. Đừng nên ảo tưởng về năng lực của bản thân, mà hãy biết rõ giới hạn của mình để xây dựng kế hoạch kinh doanh hiệu quả, tránh theo đuổi những điều phù phiếm và cần phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Ngoài ra, bản mệnh Giáp Dần cũng cần thắt chặt chi tiêu và hạn chế mua sắm quá đà trong tháng 6 âm lịch này. Việc suy tính kỹ lưỡng trước khi cho vay mượn tiền bạc cũng rất quan trọng để tránh những rủi ro không cần thiết.
Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng trong tháng 6 âm lịch năm 2024, tuổi Giáp Dần vẫn có tiềm ẩn những nguy cơ do hung tinh nhập mệnh. Do đó, việc đưa ra những quyết định sáng suốt và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi hành động là điều vô cùng quan trọng. Để tồn tại và phát triển trong môi trường kinh doanh không ngừng biến đổi, tuổi Giáp Dần cần phải luôn cập nhật thông tin về thị trường, nắm bắt xu hướng và biết cách tận dụng những cơ hội mới. Đồng thời, họ cũng cần phải duy trì sự kiên nhẫn và kiên trì trong công việc để thu được thành quả xứng đáng. Trong khi đó, việc quản lý tài chính thông minh và hiệu quả sẽ giúp tuổi Giáp Dần giảm thiểu rủi ro và tạo ra nguồn tài chính ổn định. Hãy xem xét kỹ lưỡng mọi quyết định liên quan đến tài chính và không nên để bản thân mắc phải những sai lầm không cần thiết. Như vậy, trong tháng 6 âm lịch năm 2024, tuổi Giáp Dần sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức và cơ hội trong phương diện tài lộc. Việc tỉnh táo, sáng suốt và quyết đoán trong mọi hành động sẽ giúp họ vượt qua mọi khó khăn và thu về những thành công xứng đáng. Trên đây là những chia sẻ vô cùng tâm huyết về nội dung dự ngôn cực sốc, Giáp Dần 1974 đúng 7 ngày tới nỗ lực bứt phá, thần tài ban lộc từ đội ngũ biên tập kênh Minh Đường Tử Vi. Trong quá trình truyền đạt thông tin, Minh Đường Tử Vi không thể tránh khỏi những thiếu sót nếu Minh Đường Tử Vi có chỗ nào không phải. Mong cô bác anh chị thông cảm, hoan hỉ đồng hành và góp ý, Minh Đường Tử Vi sẽ cố gắng ngày một hoàn thiện hơn để giúp ích cho đời và cộng đồng. Quý cô bác anh chị Giáp Dần thân mến, như chúng ta đã được biết thì theo luật nhân quả, thành công hay thất bại đều có nguyên nhân sâu xa của nó. Nếu chúng ta muốn có được nhiều kết quả tốt đẹp thì phải biết gieo nhân thiện ích, giúp người, cứu vật, suy cho cùng. Tiền bạc và của cải không làm cho con người ta hạnh phúc nhất chính là gia đình hòa thuận, con cái thuận hòa, tâm an thân khỏe. Trên đời này, kẻ giàu người nghèo đều có nỗi khổ riêng, biết hướng thiện, biết điều chỉnh hành vi, thái độ, ắt sẽ có cuộc sống đủ đầy, an yên như mơ ước. Vậy nên, những thông tin trong video Minh Đường Tử Vi mong muốn truyền tải đến quý cô bác, anh chị Giáp Dần chỉ mang tính chất tham khảo, giúp quý cô bác anh chị lấy lại tinh thần và động lực để sống đời bình an theo góc nhìn của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi kính chúc cô bác anh chị nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn, biết ơn và hẹn sớm gặp lại cô bác anh chị trong những video tiếp theo.